Tình cha. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Một nửa lá gan. Mary vừa tốt nghiệp đại học xong, cô lập tức gia nhập vào đội ngũ thầy thuốc không biên giới. Cô học chuyên khoa phẫu thuật ghép tạng. Đây là nghề cô mơ ước hay là nghiệp cô phải mang, cô không biết nữa. Rời đất nước Thụy Điển, cô sang Việt Nam trong một chương trình nhân đạo. Đối với các nước Tây Âu, việc ghép tạng là chuyện thường nhật. Người có nhu cầu cần những bộ phận để ghép như thận, gan, tim, giác mạc thì nhiều. Nhưng các bộ phận để ghép thì rất hiếm. Chủ yếu lấy từ các ca tử vong. Gần đây cũng có rất nhiều trường hợp mua tạng từ người còn sống. Họ cần tiền, người ghép cần bộ phận. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị và liên quan đến đạo đức. Chưa có một bộ luật cụ thể nào quy định rõ ràng về vấn đề này. Chỉ thuận mua vừa bán, chủ yếu họ thực hiện lén lút. Cha của Mary là một công nhân. Khi cô học cấp 2 thì bệnh gan của cô trở nên trầm trọng. Gan không còn chức năng hoạt động tốt nữa. Bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật ghép gan. Nếu kéo dài lâu sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Việc tìm lá gan để ghép đã là khó. Giả lại chi phí mua và ghép quá lớn, lên đến 250.000 đô la Mỹ. Cha cô không thể nào ngồi nhìn con mình càng ngày càng yếu dần đi, nước da xanh tái. Cuối cùng, ông đã đề nghị bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép gan cho con gái mình. Bác sĩ khuyên ông tuổi cao có rất nhiều rủi ro khi phải cắt một phần gan của ông. Nhưng ông khăng khăng không nghe. Ông nghĩ đời ông đã sống nhiều rồi, còn con gái ông chỉ mới bấy nhiêu tuổi đời, nó phải có quyền được sống. Dù chết, ông cũng không hối hận. Ca phẫu thuật ghép gan lấy từ một nửa lá gan của cha cô ghép sang thành công tốt đẹp, đã cứu sống cô khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng niềm vui đối với cô bao nhiêu thì nỗi buồn còn lớn hơn thế. Cha cô bị nhiễm trùng, tuổi cao, sức đề kháng của ông kém. Bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông không qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã dặn dò Mary học cho thật tốt để trở thành một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng thật giỏi, để cứu sống thật nhiều người, cứu cả hai, kể cả người cho và người ghép. Lời di ngôn sau cùng đó trở thành sức mạnh theo cô trên từng đoạn đường đời, giúp cô vượt qua muôn ngàn chông gai hiểm trở. Nó như lá bùa hộ mạng cô mang theo. Lần này đến Việt Nam, cô muốn chuyển giao tất cả kiến thức khoa học hiện đại của công nghệ y khoa phẫu thuật ghép tạng. Một đất nước đang phát triển, ngành khoa học phẫu thuật ghép tạng còn mới mẻ. Rất nhiều người phải chết, lẽ ra họ có thể sống nếu được phẫu thuật ghép tạng. Mạnh nhìn con gái càng ngày càng ốm o, gầy mòn, da xanh tái đi. Dường như lá gan của cháu chỉ đeo vào cơ thể cho nặng thêm, chứ nó không còn chịu làm việc nữa. Cháu biếng ăn do không tiêu hóa tốt. Ban đầu ngỡ cháu bị đường ruột, hóa ra là gan bị tổn thương. Mọi cố gắng của anh trở nên vô vọng khi thấy bác sĩ chuyên khoa lắc đầu sau khi xem kết quả bệnh án của cháu. Cháu thường than đau hông bên phải, người cháu gầy, bụng to, thở hổn hển. Ánh mắt cháu thâm đen, sâu dời dợi, chứa nỗi buồn vô tận. Khi không được vui cùng bè bạn, không được cắp sách đến trường, không được tung tăng chạy nhảy. Ba ơi, ba dẫn con đi bác sĩ đi, con đau quá ba ơi. Hạnh nhìn ba như van lơn, như cầu cứu, như con chim non bị trúng tên lảo đảo. Trong khi người cha bất lực vì mũi tên quá sâu, chỉ biết nhìn con nghẹn ngào mà thầm căm thù tên thợ săn tàn nhẫn. Cả nhà ai cũng thương Hạnh, đi khắp nơi dò hỏi xem có thầy nào hay, thuốc nam thuốc bắc nào tốt, vái vang cúng kiến nhân điện. Cuối cùng vẫn không có kết quả. Người mẹ chỉ biết nhìn con gái trong giọt nước mắt đầm đìa, chỉ biết ôm con vào lòng, truyền hơi ấm và tất cả sự thương yêu cho con an lòng. Anh Mạnh bàn với gia đình, anh sẽ cắt nửa lá gan mình ghép sang cho cháu. Cả nhà lo lắng
vì xưa nay chưa nghe nói đến ghép gan bao giờ. Trồng cây có thể chiết ghép, nhưng con người liệu có được không? Với lại, người ta bị tổn thương gan thôi mà còn bệnh ra trò. Huống là cắt đi một nửa lá gan, liệu có sống nổi không? Không khéo cứu con không được mà cha lại. Điều mà cả gia đình lo nhất, anh là lao động chính trong nhà, lỡ anh có bề gì thì làm sao? Cha mẹ thì có một, con cái thì lúc nào sanh mà chả được. Nhưng anh nói, biết vậy, nhưng con người chỉ có một mạng mà thôi, ta có sanh thì cũng sanh đứa khác. Cháu có quyền được sống, được hưởng hạnh phúc làm người. Cháu sanh ra làm con trong gia đình thì cháu có duyên với chúng ta. Cả nhà hãy an tâm, đội ngũ bác sĩ tuy thực hiện ca ghép gan đầu tiên nhưng đã từng đi du học ở ngoại quốc. Hơn nữa, có các bác sĩ nước ngoài trực tiếp giám sát. Mạnh đã quyết định, không ai ngăn cản được anh và không ai có quyền ngăn cản khi người cha hy sinh cho con gái mình. Bệnh viện quân đội đang tiến hành các khâu chuẩn bị cho một ca ghép gan. Cháu Hạnh chưa đầy 10 tuổi là bệnh nhân, cha cháu là người chia nửa lá gan cho cháu. Đây là ca phẫu thuật ghép gan đầu tiên mà các bác sĩ Việt Nam thực hiện dưới sự tư vấn và giám sát của chuyên gia nước ngoài. Mary hết sức xúc động với tấm lòng của một người cha còn rất trẻ, chỉ trên 30 tuổi đời. Mary nghĩ tình cha con dẫu ở Tây Âu hay ở châu Á chẳng có gì khác nhau cả. Có khác chăng là thái độ của những đứa con đối với cha mình mà thôi. Như ở Mỹ, con có quyền gọi cảnh sát đến bắt cha khi cha nó lấy cây đánh vào mông dạy nó. Đó là vi phạm quyền trẻ em. Nhưng cha nó sẵn sàng cho nó nửa lá gan hay cả sinh mạng của mình. Đâu đó sẵn sàng, Mạnh nằm trên bàn mổ, không cần biết việc gì đang chờ đợi anh phía trước. Quy luật sinh tồn không thắng được bản năng làm cha. Mạnh nghĩ đến con gái lúc bình phục, được cấp sách đến trường, vui đùa cùng bè bạn, bao nhiêu sợ hãi tan biến. Bác sĩ gây mê hỏi anh vài câu, anh thấy hơi buồn ngủ, êm dịu, nhẹ nhàng, anh đi vào giấc ngủ mê man. Ca phẫu thuật diễn ra hơn 12 giờ, bác sĩ tách một nửa lá gan của anh, là cơ quan to nhất của tạng ghép sang cháu bé. Phẫu thuật gan là ca phẫu thuật vô cùng phức tạp, nhất là khâu giá gan. Nó không chắc như cấu tạo thịt mà nó mềm nhũn, chỉ mạnh tay một chút là dở ra ngay. Phải cẩn thận trong mọi chi tiết, nhẹ nhàng, chính xác. Cuối cùng, các bác sĩ Việt Nam cũng đã thành công. Họ là những người thông minh, nhiệt tình và năng nổ. Mọi cố gắng của họ được đền đáp xứng đáng. Bước đầu ca phẫu thuật đã được thành công. Điều lo lắng của bác sĩ sau phẫu thuật là sự đào thải của cơ thể khi vật lạ xâm nhập vào. Họ phải chích một loại thuốc để chống lại sự đào thải này. Cháu bé dần dần tỉnh lại, bình phục dần, các chỉ số kỹ thuật ổn định. Cháu đi cầu phân bắt đầu có màu vàng nhạt. Thế là gan hoạt động, nghĩa là ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Chỉ 3 ngày sau, Mạnh ngồi trên xe đẩy sang thăm con gái khi vết thương anh còn đau nhói bên hông. Nhìn thấy cháu bé bình phục từng ngày rất nhanh, nhưng cha cháu thì ngược lại. Anh cố gắng đè nén cơn đau khi nhìn thấy con gái mình bình an vô sự. Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Buổi sáng ban mai, ánh mặt trời chiếu qua sân bệnh viện vàng rực. Hai cha con họ làm thủ tục xuất viện. Hình ảnh của người cha đi nặng nề từng bước vì bên hông vẫn còn nhói đau, bên đứa con gái yêu đã bình phục. Cháu đang vui đùa với con gấu bông. Chiếc xe taxi xa dần mút tầm mắt, chỉ còn để lại một vệt màu đen dài trên mặt đường. Mary đứng nhìn đến khi xe chở cha con họ mất hút trong bụi đường, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô nhủ với lòng, cả cuộc đời này mình nguyện đem niềm vui đến cho toàn thể nhân loại. Cuộc sống này chính là cha mình ban cho. Cha không bao giờ chết, vì một nửa lá gan cha còn nằm trong lòng ngực mình kia mà. Cho dù là phương Tây hay phương Đông, cho dù sắc tộc màu da nào đi nữa,
hễ Trót làm cha, làm mẹ thì luôn có mẫu số chung là lòng hy sinh vô bờ bến cho con, không tiếc cả sanh mạng của mình. Có câu, tuy hùng dữ xưa nay khét tiếng, khi kiếm tìm được miếng mồi ngon, mẹ hùng nhường lại cho con no mẹ mới gặm bòn khúc dư. Nhân trung hiếu đạo. Người cha khốn khổ. Có một câu chuyện xảy ra tại đất nước Ấn Độ làm động lòng biết bao người con hiếu đạo. Tục lệ của Ấn Độ chết sáng chiều thiêu, chết chiều sáng thiêu rồi rải tro xuống sông. Rất ít ai khóc đám tang, vậy mà có một đám người ta lại khóc. Trong ngôi nhà đắp bằng đất, cao ngang ngực, nhỏ thó, tồi tàn, nằm ở ngoại ô Kushinara, một người đàn bà quê mùa khoảng hơn 40 tuổi và 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, cũng độ 18 đôi mươi cả, đang quỳ bên xác người đàn ông. Lâu lâu có tiếng khóc nghẹn ngào của hai cô con gái, lòng họ se thắt lại, tiếc thương người chồng, người cha phải ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Thông thường phong tục ở đây ít ai nhỏ nước mắt cho người chết. Chết sáng thì chiều họ khiêng ra bãi đất trống, chẳng nhang đèn, cũng chẳng hàng rương. Họ chất phân bò thiêu, rồi gom xương vụn thảy xuống sông là xong. Còn nếu chết chiều thì sáng thiêu. Họ không bao giờ để lâu như phong tục ở Việt Nam, để 3-4 ngày, có khi hàng tuần, hàng tháng. Hay ở Thái Lan, họ mang vào chùa để ở nhà quan cả tháng. Gia đình khá giả còn để cả năm hoặc hơn mới đem thiêu. Lẽ ra anh không phải ra đi sớm thế này. Nếu người đàn ông đạp chiếc xe đạp kéo theo cái thùng xe quá tải phía sau, bên trên chất đầy hàng hóa, anh cong lưng lên đạp, đầu chồm ra phía trước lấy sức, nhưng chiếc xe cứ lì lại phía sau. Anh cứ cố thót người lên thót xuống một cách nặng nhọc, gồng tất cả cơ chân cơ tay đạp và lái. Từ xa trông lại như chú kiến nhỏ bé, đơn thân độc mã, cố sức lôi cả xác con ếch khổng lồ về tổ. Anh đang nghĩ về 4 đứa con, vợ anh thì vụn về, quê mùa, không biết làm gì cả. Chỉ có việc bếp núc và lo cho con là hết cả thời giờ. Thu nhập chính trong gia đình chỉ có mình anh. Gia đình anh có truyền thống không làm nô lệ thì cũng làm nghề hạ bạc. Tổ tiên anh xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La, là một trong 4 giai cấp ở Ấn Độ. Kunda chua xót với cái thân phận mà mình đã mang. Tuy xã hội Ấn Độ ngày nay, việc phân chia giai cấp đã không còn nặng nề như xưa, nhưng có mấy ai trong giai cấp nghèo hèn đó lại có thể vươn lên thành những bà la môn cao quý. Anh nhất quyết lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, để chúng thoát khỏi cái nghèo mà muôn đời đeo đẳng theo cả dòng họ nhà anh, cho chúng giới tới chân trời văn minh của nhân loại, không còn cảnh sống làm 10 đồng ăn hết 10 đồng đó rồi mới làm tiếp. Không còn tình trạng ở mái nhà làm bằng đất cao ngang ngực, trâu bò vào nhà ngủ thì người ra nằm ngoài trời. Cảnh hai vợ chồng có mỗi chiếc khố, chồng ra ngoài, vợ ở lại và ngược lại. Hay cảnh thức ăn và rau sống để vậy, dí vào nồi mà không cần rửa nước. Nghĩ đến những đứa con, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, đứa nào cũng có địa vị trong xã hội, anh cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan hết. Kunda là một trong những người chịu thương chịu khó bậc nhất ở làng anh. Từ sáng sớm đến chiều tối, không kể ngày hay đêm, hễ ai cần chở bất cứ thứ gì, anh liền đi ngay, miễn sao có tiền. Cả 4 đứa con đều phải gửi ra tỉnh học. Tiền thuê nhà, tiền trường, tiền quần áo, tiền sách vở, làm anh chạy vậy mãi vẫn không xong. Mỗi đầu những năm học, anh phải đi vay nợ để lo cho con, rồi trả góp lần.
cuộc đời anh không được phép bệnh. Anh chỉ cần không đạp xe một ngày là gia đình khốn khó ngay. Các con học hết phổ thông rồi lần lượt vào đại học. Thấy các con chăm học, anh cũng rất mừng. Bao nhiêu công sức bỏ ra chắc chắn sẽ được bù đắp xứng đáng. Nhưng học càng cao thì nhu cầu lại càng nhiều. Anh đã kiệt sức, nợ nần chồng chất. Mỗi năm qua thì nợ càng nhiều thêm lên. Mới hơn 40 tuổi mà trông anh như một ông già, tiều tụy, gầy còm, không có nổi bộ đồ lành lặn. Nước da đen cháy như cục than, cả ngày phơi dưới ánh mặt trời rực lửa. Tiền nợ trước không có để trả, chủ nợ đến đòi mắng nhiếc như ăn cơm bữa. Anh nhất định nuôi cho thằng con trai đầu ra trường, nó đi làm để nuôi các em nó. Mỗi khi vất vả, mỏi mệt, muốn buông xuôi, anh liền nhớ về Đức Phật. Nhớ đến 49 năm ròng rã, Đức Phật du hóa độ sinh còn gian truân trăm lần anh. Và anh hãnh diện Đức Phật đã chọn quê hương anh để nhập Niết Bàn. Khi nhớ đến Phật, dường như mọi nỗi khổ niềm đau trong anh tan biến hết và anh tiếp tục sống. Giờ lại đến đầu năm học mới, không còn chỗ nào để có thể vay mượn. Các con anh cần phải tiếp tục học. Anh nghĩ cái gì cũng có giá của nó, nên anh quyết định bán bớt một cái võng mạc mắt. Trời sanh ra bộ phận nào hai cái thì ta có thể bán bớt một cái cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Còn một con mắt, anh có thể đạp xe, anh có thể lao động bình thường. Thông qua gã cò buôn bán tạng, anh được dẫn vào bệnh viện. Qua kiểm tra một số chuyên môn chớp nhoáng, họ đã lấy đi giác mạc bên mắt trái của anh. Bù lại, anh được nhận 500 đô. Cái giá mà người chủ mua phải trả cho người môi giới là 4.800 đô. Điều này anh không cần biết và anh cũng chẳng quan tâm. Điều anh quan tâm lúc này là cần đóng tiền trường và trang trải cho các con. Chỉ hai lần đầu năm nữa thôi là anh có thể nhẹ người khi con trai đầu tốt nghiệp. Việc anh bán đi giác mạc, con anh không hề hay biết. Hàng tháng anh vẫn gửi tiền cho chúng đều đặn. Anh động viên chúng cố gắng học. Bao năm trời trôi qua nhanh, chỉ còn 2 năm thôi mà, sao thời gian lại chậm thế? Anh ước gì thời gian lúc này trôi qua nhanh như tên bay, dẫu anh có già đi một chút cũng chẳng sao. Hết đêm rồi đến ngày, đầu năm học mới lại đến. Gia đình không dành dụm được đồng nào, nợ nần tính lời tính lãi càng tăng thêm. Còn anh phải học, đó là điều không thể thay đổi được. Rồi anh quyết định bán bớt một quả thận bên trái. Anh nghĩ rằng cái gì bên trái thì chẳng giúp được nhiều vì anh thuận bên phải. Cuộc phẫu thuật diễn ra nhiều giờ liền. Anh mất rất nhiều máu, phải nằm viện hơn một tuần. Họ chỉ cho anh mấy viên kháng sinh và thuốc giảm đau cầm chừng, cho anh vài hộp sữa bò bồi dưỡng. Khi anh tương đối bình phục nhưng vẫn còn đau, họ cho xuất viện. Số tiền anh bán quả thận lần này cũng chỉ được 1.000 đô, trong khi người chủ mua trái thận của anh phải trả 30.000 đô. Điều này anh không được biết và cũng chẳng quan tâm làm gì. Không như mất một con mắt, mất một quả thận có khác. Sức khỏe anh bị sụt giảm nghiêm trọng, nhưng anh phải làm, anh phải kiếm tiền lo cho các con. Giờ đây giác những bao hàng làm cho anh đau nhói như muốn nghẹt thở. Anh cố gắng dùng tất cả ý chí. Anh niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho anh có thêm dũng khí. Anh cong lưng lên đạp xe, ruột gan như thắt lại, vết mổ như muốn dở ra. Sau khi mổ, bác sĩ khuyến cáo không nên làm nặng, nhưng không làm thì không xong. Anh phải làm, đời anh sanh ra là để làm. Ở ngoại ô Kusinara này, không làm thì lấy gì ăn? Trừ những người da mặt dày, tụ tập ở những nơi Phật tích, ngửa tay xin tiền của khách hành hương, một ngày chỉ cần 5 ruby thôi cũng ổn. Một hôm do làm quá sức, anh đã ngất xỉu. Anh không còn sức để làm những công việc nặng nhọc như thế nữa. Anh ao ước có được một ngày nghỉ ngơi, được ăn một bữa ngon trong bộ đồ lành lặn.
niềm mơ ước đó xem ra còn quá xa vời. Không thể tiếp tục đạp xe kéo, anh chuyển sang nghề nhẹ hơn là nghề đánh bạc. Anh đi hết sòng bài gian đường này đến chỗ khác, xem ai có vận may là anh quẳng vài ruby vào ké. Vậy mà cả ngày anh vẫn kiếm được chút ít. Có hôm anh về nhà nhẵn túi, trong khi bụng đói cồn cào vì sáng giờ có chi vào bụng đâu. Đông sang rồi hè đến, mấy chốc những tán cây cũng sắp úa vàng. Một năm học mới lại đến. Đây là năm con trai đầu ra trường. Chỉ một năm nữa thôi, anh có thể ngồi uống nước trà, ngắm nhìn mùa long thọ trổ hoa, có thể nằm nhà đắp chăn khi mùa lạnh đến, có thể ngồi trước cánh quạt quay dù mỗi độ hè sang, và không còn cảnh đội mưa kéo xe bên lề đường đầy cỏ dại. Gia đình không còn lấy một xu, con anh phải học, đó là nhiệm vụ, là sứ mạng, không thể khác được. Anh ngồi tính, cái gì trong người anh có hai cái, anh đã chiết bán bớt một cái rồi. Từ trên xuống dưới, chỉ còn có một mà thôi. Qua những tay cò mồi tư vấn, anh đi đến quyết định bán một phần lá gan. Cuộc phẫu thuật lần này tương đối phức tạp, thời gian kéo dài hơn mấy lần trước. Kunda mất rất nhiều máu, sức khỏe anh kiệt quệ thật sự. Nếu có kỷ lục về phẫu thuật, có lẽ anh cũng đạt. Trong 24 tháng, 3 lần phẫu thuật, 3 lần phải chịu đau đớn. Lần này anh nằm viện lâu hơn, họ chăm sóc anh cũng đặc biệt hơn, nếu không anh sẽ mất mạng như chơi. Vừa bình phục, anh có thể ăn được cháo, họ cho anh xuất viện ngay để anh ở lâu sẽ mang họa. Lần này anh nhận được 2.000 đô, trong khi người chủ phải trả trọn gói cho lần phẫu thuật ghép gan là 250.000 đô. Anh không cần biết điều đó làm gì, và anh cũng chẳng quan tâm. Anh không còn khả năng lao động được nữa, chỉ lê tấm thân đi thôi cũng đã là khó nhọc, huống là làm việc gì. Da anh xanh mét vì mất máu, anh bệnh hoạn liên tục. Có lẽ khi người bị yếu, khả năng đề kháng kém. Anh ho lũ khụ, mỗi lần ho là cả người anh rã rời, đau từ trong đau ra, lói bên hông mặt rất dữ. Tiền tháng phải lo cho các con thì không thể không có. Chỉ vừa cảm thấy khỏe một chút là anh lê thân đi các sòng cờ bạc tập trung từng nhóm gian đường, thấy tụ nào đang đỏ thì ké vài đồng ruby. Chăm chú họ dở những lá bài, như những người chơi chứng khoán chực chờ bên màn hình xem điểm, ghi lệnh, tay cầm ổ bánh mì dai nhách, không một miếng thịt. À mà không, dân ở đây ăn chay làm gì có thịt kia chứ. Phải nói là không có mỗi miếng rau mới đúng. Nhìn tấm thân còm cõi, lưng khung như một ông già bệnh lao, anh nặng nhọc lê từng bước về nhà, mỏi mệt trong những buổi chiều hanh nắng. Thất thểu đếm từng xu, cẩn thận bỏ vào cái túi vải đeo nơi lưng quần làm bằng cọng dây nhặt bên đường. Cứ như thế, anh thoi thóp sống, hy vọng đến ngày con anh tốt nghiệp đại học. Cho đến một ngày, không ai còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Con trai lớn của anh sắp sửa ra trường. Giá mà có ai mua cái xác này mổ xẻ để thực tập, thì anh cũng làm giấy bán, ký tên trước, để sau khi chết, các con anh được ít tiền xoay sở lúc khó khăn. Anh thấy choáng váng, tấm thân lúc này như là một gánh nặng buộc anh phải mang nó. Anh cố gượng, nhưng nó không tuân thủ, không thực hiện mệnh lệnh của anh ban ra nữa. Anh hướng về rừng Sala, nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, và cảm thấy vô cùng an lạc ra đi, trong khi miệng vẫn niệm câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Người cha khốn khổ chưa thực hiện xong ước mơ của mình đã vội trút hơi thở cuối cùng, như một hiệp sĩ già cưỡi con ngựa què lê lết ngã quỵ khi cuộc chiến chưa tàn. Ầu ơ, gió năm non thổi lòn hang chuột, thương con khờ đứt ruột đứt gan, cha quỳ trước Phật vái gian, mong sao con dạy. Ầu ơ,
mong sao con dạy bình an giữa đời. Trong 15 điều răn dạy của Phật có một điều: món nợ lớn nhất đời người là tình cảm. Nợ vật chất thì ta có thể tính trả bằng vật chất, bằng định lượng mà trả. Còn nợ ân tình, biết phải làm sao?